Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng tôi tìm hiểu về cỗ máy Richard Mille RM6701 Automatic Winding Extra Flat. Nếu như được hỏi về thương hiệu đồng hồ nào biết cách gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, chúng ta không thể nào bỏ qua cái tên thực sự danh giá, đó chính là Richard Mille. Bắt đầu tung ra thiết kế đầu tiên RM001 Tourbillon vào năm 2001, hàng năm Richard Mille vẫn luôn đem lại những mẫu đồng hồ mới, nhanh chóng xác lập vị thế ông hoàng đồng hồ xa xỉ trong ngành chế tác hiện nay. Mỗi thiết kế đồng hồ Richard Mille đều mang sắc thái táo bạo, thoải mái nô đùa trong từng chuyển động cơ học bền bỉ và chính xác. Tại sự kiện SIHH 2016, Richard Mille đã tiết lộ cỗ máy cơ khí siêu mỏng của hãng trong bộ vỏ khung Tourneille RM6701 Automatic Extra Flat. Mẫu đồng hồ RM6701 này đã chính thức gia nhập binh đoàn đồng hồ siêu mỏng Extra Flat cùng với RM016 và RM033, thế nhưng lại mang bộ vỏ Tourneille truyền thống đến từ thương hiệu Richard Mille. Cả RM016 lẫn 033 đều là những mẫu đồng hồ siêu mỏng, song lại trang bị bộ vỏ khung lần lượt dáng chữ nhật và dáng tròn, một kiểu dáng vỏ khung phá cách và hoàn toàn khác so với truyền thống sản xuất của Richard Mille. Liệu dáng vỏ khung Tourneille rất khó để có thể định hình được với kiểu dáng siêu mỏng hay không? Mặc dù câu trả lời có ra sao, thì thương hiệu Richard Mille đã trả lời bằng việc là tung ra mẫu đồng hồ RM6701 mà chúng ta đang tìm hiểu ngày hôm nay. Bộ vỏ khung của mẫu đồng hồ này xuất hiện kiểu dáng Tourneille, tương tự với đại đa số đồng hồ trong đại gia đình Richard Mille. Phiên bản có mặt tại Gia Bảo Luxury được chế tác trong chất liệu vàng hồng, các phiên bản khác có thể là titanium hoặc là vàng trắng. Và kích thước của bộ vỏ khung này là 38,7mm x 47,52mm x 7,75mm. Đây chính là thách thức đối với Richard Mille. Dáng vỏ Tourneille sẽ cong tại hai mặt bên dưới đồng hồ để có thể ôm trọn cổ tay người đeo. Và bởi vậy, bộ máy bên trong cũng phải thực sự uốn lượn theo kết cấu của vỏ khung. Đây cũng là điểm nhấn táo bạo mà chúng ta sẽ đề cập đến trong phần sau của video ngày hôm nay. Được biết rằng RM6701 là mẫu đồng hồ siêu mỏng đầu tiên có trang bị bộ vỏ Tourneille, thế nên Richard Mille thực tế đã không sử dụng máy móc truyền thống mà thay mới những công cụ và máy móc sản xuất vỏ khung mới. Theo đó, Richard Mille đã tiêu tốn 145 giờ trong công đoạn phát triển lý thuyết định hình hệ thống công cụ, 130 giờ để phác họa các công cụ chế tác và 180 giờ để tạo ra công cụ. Và một bộ vỏ khung hoàn chỉnh như trên mẫu đồng hồ Richard Mille RM6701 cần tới 215 công đoạn máy móc khác nhau. Sau khi phát triển máy móc riêng, bộ vỏ khung đồng hồ sẽ được đem đi trải xước và đánh bóng, lắp đặt thêm kính sapphire, kiểm nghiệm tính kháng nước để đem đến diện mạo hoàn hảo nhất. Dễ nhận thấy nhất là bề mặt vỏ khung vàng hồng của đồng hồ RM6701 này là được trải xước, trong khi phần cạnh viền lại được đánh sáng bóng, tạo nên hình ảnh tương phản toàn diện. Kết hợp với thiết kế Richard Mille 6701 này là dây đeo cao su màu đen cùng với khóa được chia thành hai phần. Phần móc cài được làm từ vàng hồng, còn phần gập bên dưới dây đeo lại làm từ titanium siêu nhẹ. Táo bạo, phá cách, đột phá là cách mà ta nhận ra được trong từng thiết kế mà thương hiệu Richard Mille đầy năng lượng đã đóng góp cho giới chế tác hiện nay. Mang kiểu dáng đặc biệt thể thao, cỗ máy ngày hôm nay còn khiến cho giới mộ điệu trầm trồ với một mặt số ở bên trong thiết kế dạng skeleton với kiểu xếp tầng, khoe khéo léo những chuyển động của bộ máy tự động CRM A6 ở bên dưới. Trên cùng là hệ thống cọc chỉ giờ bằng số Ả Rập có kích thước lớn, được đứng thẳng theo chiều mặt số đồng hồ. 11 cọc chỉ giờ đều được làm từ vàng hồng và phủ thêm chất phát quang Luminova. Khá là kỹ lưỡng và chi tiết, mặc dù mang dáng vẻ sắc nét, song bộ kim trung tâm của chiếc RM6701 này đều được vát cạnh sáng bóng, mà có lẽ chỉ có zoom cận cảnh thì chúng ta mới thấy được sự trang nhã của những chiếc đồng hồ Richard Mille. Thay thế cho cọc chỉ 5 giờ là ô cửa sổ báo ngày với hai ký tự, trong khi bộ hiển thị tình trạng núm điều chỉnh WDH được đặt tại góc 2 giờ trên mặt số. Trong đó, chữ W đại diện cho Winding, D là Date và H cho Hands. Có lẽ không tự dưng mà giới mộ điệu đặt cho Richard Mille là người tiên phong trong làng chế tác. Thương hiệu luôn đổi mới từ việc sử dụng chất liệu mới, vật liệu mới, từ công nghệ chế tác tới việc đem đến những bộ máy vận hành. Và bộ máy CRM A6 nằm bên trong mẫu đồng hồ ngày hôm nay được thiết kế và được sản xuất bởi các kỹ thuật viên tại nhà máy sản xuất Les Brulec Richard Mille. Bộ máy CRM A6 có những cầu nối và bộ khung chính đều được tạo từ titanium siêu nhẹ, siêu cứng và được hoàn thiện với màu đen hoặc xám theo công nghệ có tên là Electroplasma. Skeleton giống như một đặc sản của Richard Mille vậy.
khi khắp mọi ngóc ngách của bộ máy đằng sau mỗi đồng hồ RM6701 này cũng đều được thiết kế dạng skeleton. Với việc sử dụng roto bằng platinum với hệ thống lên cót one way đi kèm viên bi bằng gốm ceramic, hộp cót có thể lên tay hiệu quả trong khi vẫn giữ được sự mỏng manh của bộ máy được thiết kế dưới dạng skeleton. Đặc biệt, với kết cấu mới như vậy, những lợi ích mà hộp cót xoay nhanh trên bộ máy CRM-A6 đem lại là giảm sự bám dính ở bên trong dây cót, giúp nâng cao được hiệu suất, đồng thời tạo nên vòng cung hoàn hảo dành cho dây cót có thể duy trì hiệu suất lý tưởng. Toàn bộ bánh răng truyền năng lượng trong bộ máy CRM-A6 đều có thiết kế mới mẻ, được phát triển dành riêng cho chiếc đồng hồ 6701 này với góc áp suất là 20 độ. Hệ thống đặc biệt này sẽ cân bằng bất kỳ sự cố phát sinh trong trung tâm bánh xe từ sự thay đổi nhiệt độ cho tới mục đích sử dụng hàng ngày, đồng thời kích thích tạo nên mô men xoắn thúc đẩy tới bánh xe cân bằng. Bên trên bộ máy CRM-A6 là những đinh ốc từ titanium cấp 5 cho phép kiểm soát mô men xoắn tốt hơn, nhất là lúc ốc vít khi trong quá trình lắp ráp. Theo đó, những ốc vít sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thao tác khi là lắp ráp hay là tháo gỡ bộ máy đồng hồ này. Và chúng ta hãy để ý là tại trung tâm của bộ máy CRM-A6 chính là roto bằng platinum có thể xoay chuyển liên tục và hỗ trợ việc tạo ra năng lượng giúp cho cả chiếc đồng hồ RM6701 vận hành chính xác trong vòng 50 giờ đồng hồ. Hiện tại thì RM6701 là một mẫu đồng hồ phải đặt trước mới có thể mua được. Đi kèm với mẫu đồng hồ này là bộ phụ kiện bao gồm có hộp quay đồng hồ, giấy tờ chứng nhận xuất xứ cùng với sổ hướng dẫn được đóng hộp kỹ lưỡng. Có thể nhận định rằng Richard Mille RM6701 sẽ là một điểm mới lạ khi mà đặt cạnh những chiếc RM029 hay là 005 có bộ vỏ tourneel mỏng hơn bộ vỏ tourneel truyền thống. Do đó điểm này sẽ đem tới hai hệ quả. Chiếc đồng hồ RM6701 sẽ ôm tay hơn và cũng nhẹ hơn. Tuy nhiên với những ai đã quen với những thiết kế cũ rồi sẽ không quen lắm với bộ vỏ mới này trên chiếc RM6701. Thậm chí thiết kế của Richard Mille RM6701 còn thu hút sự chú ý của bóng hồng người Nga Victoria Lopireva khi cô đeo một chiếc RM6701 nhưng là phiên bản titanium. Và hiện nay thì một chiếc Richard Mille RM6701 này phiên bản titanium có giá khởi điểm là $85,000, còn với phiên bản vàng trắng là $115,000.